Xin chào anh chị. Bữa nay em tới đây muốn giới thiệu đến cho anh chị một lô đất thuộc ấp Láng, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì hiện tại em đứng ngay cái lô đất này là con đường xe 3 tấn rưỡi nha anh chị. Thì con đường này hiện tại thì nó nối liền với tỉnh lộ 862. Ở phía trước là tỉnh lộ 862 đó anh chị. Để em zoom gần lại cho anh chị xem. Rồi anh chị thấy xe đang chạy phía trước là tỉnh lộ 862. Thì cái mảnh đất này nó hơi lắc xíu anh chị. Mảnh đất này cách tỉnh lộ 862 thì ở tầm trăm mấy mét đó anh chị. Đó, ngay cây cầu cho đó là tỉnh lộ 862 đó. Thì em muốn giới thiệu đến cho anh chị cái lô đất này nè. Cái lô đất mặt tiền đường này, mặt tiền đường ấp Láng này nè anh chị. Thì cái này nó hơi cỏ nhiều. Thì bề ngang cái lô đất này là 5m7 nha anh chị. 5m7, dài 35m. Có có 168m đất ở. Để em coi kỹ cái này lại anh chị. Đất ở nông thôn có 168m nha anh chị. Còn 20 mấy mét là đất cây hàng năm. Thì cái lô đất này đã có hàng rào rồi hết rồi. Bên đây nè anh chị, từ bên đây, từ chỗ này qua đây anh chị, qua đây là 5m7. 5m7 thì ra phía sau là 35m. Chút xíu em quay con đường ra cho anh chị coi nha. Đất này hiện tại thì nó cách khu du lịch biển Tân Thành tầm 5km nha anh chị. Cách thị xã Gò Công cỡ 10 tới 12 km. Cách Gò Công Tây, thì Gò Công Tây cũng giáp ranh thị xã, em cho cũng cỡ 15 cây đó anh chị. Thì cách chợ gạo của mình đó, cách chợ gạo thì cỡ 35 tới 40 cây anh chị. Cách Mỹ Tho cỡ 45 cây. Cách thành phố Hồ Chí Minh của mình 65 cây tới 70 cây anh chị. Thì cái lô đất này thì trước đất của mình thì có view sông nè anh chị. View sông. Thì chủ kêu bán cái lô đất này là 550 triệu nha anh chị. Thì bây giờ em đi ra con đường huyện lộ. Ra đường huyện lộ em giới thiệu cho anh chị xem. Thì xung quanh đây nhà cửa cũng rất là đông rồi. Bây giờ em đi ra ngoài, quay ra ngoài. Đất này thì hướng đông nam nha anh chị. Thì cái hướng này á, là về khu vực biển Tân Thành nha anh chị, khu du lịch biển Tân Thành đó, tầm cỡ vài cây số nữa. Còn bên đây thì về thị xã Gò Công,
về thành phố Hồ Chí Minh rồi đó anh chị. Em đứng trên đây là con đường tỉnh lộ 862. Rồi anh chị nào cần liên hệ ngay số điện thoại của em nha. Em xin chào.